Ngay sau phát biểu khai mạc phiên họp của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe tờ trình đề nghị của Chính phủ về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024. Tờ trình của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đề nghị xây dựng luật tương trợ tư pháp về hình sự. Tờ trình đề nghị xây dựng dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân. Thảo luận về chương trình của năm 2025, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024, các đại biểu đề nghị cần đảm bảo tiến độ, chất lượng của dự án luật, dự thảo nghị quyết trình Quốc hội. Để góp phần thúc đẩy công nghệ số, chuyển đổi số và công nghệ AI, Chính phủ trình Quốc hội ban hành luật công nghiệp công nghệ số trong năm 2024. Theo đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông, dự án luật sẽ tạo hành lang pháp lý thuận lợi để thu hút các hoạt động công nghiệp công nghệ số tại Việt Nam, phù hợp với tình hình cấp bách trong bối cảnh đang có sự dịch chuyển mạnh mẽ về chuỗi sản xuất bán dẫn và bùng nổ về AI. Hiện nay rất nhiều tập đoàn công nghệ toàn cầu đang có định hướng chuyển hướng từ một số quốc gia hiện nay người ta đang đầu tư để chuyển hướng sang Việt Nam. Và đi cùng với đó là báo chí là thực sự là tất cả các tập đoàn này người ta rất là quan tâm đến cái hành lang pháp lý Việt Nam thế nào đối với cái công nghiệp bán dẫn hay là cái công nghiệp AI. Bộ Thông tin Truyền thông cũng nhận thấy là nếu như không sớm có luật công nghiệp công nghệ số với những cái chính sách quản lý thúc đẩy phù hợp thì cũng sẽ làm chậm và lỡ cơ hội Việt Nam, ảnh hưởng đến sự phát triển của đất nước. Nhấn mạnh đây là dự án luật quan trọng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội phối hợp chuẩn bị kỹ lưỡng, sớm trình dự án luật nếu đảm bảo chất lượng. Thường vụ giao lại cho Chính phủ đề nghị giải trình rõ hơn, làm rõ cái nội dung hơn và đầy đủ hơn. Nếu như các đồng chí kịp thì có thể bổ sung để đưa vào hồ sơ trình Quốc hội, bởi vì còn từ giờ đến tháng 5 thì cũng còn thời gian. Thế còn nếu như mà không làm kịp thì các đồng chí Ủy ban Thường vụ Quốc hội ghi nhận là quyết tâm của Chính phủ là trình Quốc hội kỳ 8 tức là tháng 10 mới trình, thì từ giờ tháng 10 có thể đưa vào chương trình bất cứ lúc nào. Này là rất mở cho các đồng chí Chính phủ có thể đưa ngay được, còn không thì là tháng 7, tháng 8 các đồng chí đưa cũng được. Đấy, nhưng mà phải rất khẩn trương. Và Thường vụ Quốc hội là hoan nghênh là phải có cái luật này sớm. Nhưng chủ yếu là từ nguyên nhân chủ quan. Cũng tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long báo cáo về tiến độ trình nghị quyết về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất và việc ban hành các nghị quyết hướng dẫn thi hành luật đất đai.